Hai, chào mừng các bạn đam mê bóng đá. Hôm nay chúng ta quay trở lại sân Hiệp 2. Tỷ số đang trên sân là 5-4 nhưng về Đam Mê FC. Đam Mê đang triển khai nhẹ nhàng. Ông nghe với cái ở giữa hả, được không đó? Đừng để bể bụng nha. Không được thì đẩy nhỏ lên nè cho Thanh nó xuống ở giữa. Tốt, thằng đồ đã qua rồi, các bạn rất khéo. Tiếc là chuyện chính xác. Chút xíu nữa người đó có thể ghi bàn rồi. Tiếc. Bắt người trong thôi, bỏ qua trên đi. Ba người đó, nhìn người nè. Ba người Trung ơi. Trái bóng quá xa và suốt rồi. Cường sút thẳng vô thành. Một buộc phải đấm bóng ra. Chế lực bay rất là căng. Thanh Vô Thần thực hiện quả phạt góc. Treo thẳng vô thành nha. Rất tiếc là treo thẳng ra ngoài sao của Thành. Không trở về. Được không ạ? Tập trung vô, mất bóng ở giữa nè. Nghĩa ơi, một người ở giữa đâu? Tập trung vô ở giữa không có ai hết. Trọng tài đã thổi kết thúc trận đấu với chiến thắng 5-4 như vậy Đam Mê FC. Nay với sự gắn kết của các anh em và các tân binh. Anh Vô Thần cũng thực hiện được mấy pha đường chuyền rất đẹp. Rồi, xin cảm ơn tất cả các bạn theo dõi video.